không về. Wow. Hãy mau mau sửa tâm. Nói đi cũng đúng thiệt. Thâm. Đúng rồi. Trung ương ai làm chủ? Trung ương là đây Phật tổ Phật thầy. Về đây giáo đạo cũng có cứu đa. Kính thưa quý vị, thì hôm nay mình trở lại Bồng Lai Cẩu Tự đó các bạn. Thì nằm trên khu vực kinh Vĩnh Tế, thì hôm nay cũng có nhiều cô bác anh chị em gần xa đến đây là dự ngày lễ của Đức Cử Đa. Thì bên cạnh đó Lê Thanh cũng có gặp chị Kim Ngân đó các bạn. À, chị Kim Ngân ở phía trước chúng ta đó. Tại vì Ngân có những cái câu pháp rất là hay đó. Phải đóng nhiều vai, phải có vai ác, vai hiền, vai dữ, vai hung. Nhưng mà mình cũng đồng chung trở về kỳ 3. Yeah. Hôm nay là dự lễ của thầy Cử Đa mồng 2 tháng 2 năm 2021 thì cũng có duyên lành. Em tên gì? Em tên Thảo. Em tên Thảo hả? Ở đây. Em tên Lê Thanh. Lê Thanh với Lê Thanh với Thảo. Thanh em... Thảo á, Thanh Thảo. Thanh Thảo. À, hai em cũng có duyên thì chị đây cũng chia sẻ. Tại vì năm mới gọi là Tân Sửu. Tân là mới, Sửu là trâu, cái gì người ta nói trâu là Bồ Tát. Mà năm nay là Bồ Tát sẽ hóa thân nơi trần gian. Mà tôi là một cô gái Đồng Tháp 10 ha, chỉ biết cười và biết hát chứ không biết chanh chua chát khế bưởi bồng. Tôi cũng tháp đồng má hồng sen xưa, mấy thời bao lượt nắng mưa, đi thưa về cũng trình tâu với mẹ thầy. Hôm nay dự lễ nơi này Cử Đa thầy đấy, chùa này Bồng Lai, Bồng Lai cổ tự phơi bài. Về đây cũng có quan ngài nơi đây, quốc gia Nam Hải nơi này, xin ông soi xét rõ nguồn lý thơ. Ai thì cũng lắm mộng mơ, còn tôi tỷ thích văn thơ lưu đời. Cuối sinh cùng Phật với trời, còn đây dậy thời vẫn lệnh mẹ cha. Xuống trần con phải hát với ca, tặng đem tâm pháp truyền ra nơi đời. Khúc hát Việt Nam ai ấy gọi mời, nay qua năm Tân Sửu. Nay tình thương cũng chưa đầy ấp ủ, biết tình làm sao cho trọn đạo tâm lành. Vì kỳ tam cũng có ngũ hành, ai biết được từ lâu cha dành mẹ tặng, tâm pháp nơi đời tôi mãi truyền ra. Nay lời này thanh thảo em đến đây quay này liếc kia, để đăng tung lên mạng thì chỉ đây cọc kỳ tâm thì không chấp, mà đời thì thấp cao vẫn mã đau vẫn hồng điểm tô, má vẫn môi hồng ai đó đồng chung. Cũng nơi cung trào bao đời kiếp phong người ơi, vì dòng đời xa khơi bao tố ai ơi, tự ấn pha ngàn hạ miền Nam bán. Mình cung trào Nam, nơi nước nào tòa thân cung thì nay nước này Việt Nam bất kỳ. Ai biết tôi đi để làm gì, tầm phần chân lý đó đi, đi đường đạo chánh pháp âm vi diệu, ai còn nghe ai lắng nghe. Người ơi trần gian ơi, bước qua Tân Sửu mới, thế kỷ này đây ai rõ lời ni của mẹ cha thầy. Còn tôi đây chưa được đủ đầy, tôi mãi học đi những lời hay ý đẹp. Tôi dọn dẹp tâm mình sửa lại quần lương, cải lương xưa cũ mềm, tôi ác ai thích ghiền. Đời mê tiền mê danh, tôi chẳng cần lợi danh. Phận nữ lưu xa quê, phận như thế tôi phải mang.
đường, tầm phương già đi ra đường, mình không điên mấy ai mà thương. Tại vì tôi là một cô đào đi hát cải lương mà không bao giờ bán vé, ngồi mé dòng sông Vịnh Tế bà bài. Tôi về đây đâu có cung đài, người ta hát hay người ta ca giỏi, người ta móc người ta mối thì tôi chẳng dám gì đâu. Người ơi ca pháp tâm vọng cầu, ai cầu cũng đặng, ai cầu cũng xong. Còn tôi mãi chưa tròn, tâm không quán hận lợi danh trần đời. Tôi mãi đi xa đi gần để học hỏi, cùng đệ tỷ huynh hiền cô bác chú cậu gì đây. Lời ca tâm pháp như vậy, ai tròn đức tròn đầy cha mẹ thương yêu. Chứ tôi phận nhỏ xíu và siêu à, tôi đâu dám làm sai những lời điều tôi đã nguyện. Người ta kiếm chuyện la mắng đủ đầy, còn tôi đâu dám như vậy nói nọ nói kia. Thức sớm thức khuya để cầm đi chìa khóa, chìa khóa là đề tâm người đây nơi cõi thế. Cõi tạm trần gian ai thời cũng sừng mình đê giới mình hoàng. Còn tôi là một cô nàng đi hát dạo bên đường, Phật pháp tầm phương đi rõ màu cơ lý đạo. Tôi đâu dám xạo thời chỉ hát dạo mà thôi thì đành vậy thôi, không nói xa xôi, không nói dân dài. Một bài ca ngâm đạo pháp tinh thâm, ai giống rồng dòng thiên thế nào, ai giống nào là gái nam trào. Tìm phấn tu son gai má đào, hồng nhan bạc phước vô duyên má đào. Ai biết trường chuyên mấy bằng, bao lần xuống lên thượng đế ơn trên. Người đã bảo tôi đi phải tầm chân lý, người bảo tôi đi chánh đạo quay về. Còn chớ đừng ham mê coi thế làm chi, lắm bạc đa tiền, bạc tiền như sợi xích xiềng trói tâm trói tánh lòng mình đâu chân. Tại tôi không giận không hờn ba lần, đâu biết giận hờn chi ai. Tại tôi có bệnh thài lai, đi đâu cũng hát cũng ca một bài, bài thì cũng có vắn dài nam ai. Thấy đạo ngũ cung cũng thì phụng hoàng hai khúc nam ai. Thài lai ông tạo bài khai cái cơ quyền. Tôi không lắm bạc nhiều tiền, nhưng tôi không thích không ghiền tiền nông. Lòng tôi luôn vốn là không, không ganh không ghét không sân không hờn. Tôi đây chỉ có tiếng đờn, đờn tôi không phím với thời không dây. Tôi cầu nam bắc đông tây, dịch kia đừng đến về đây cái nam kỳ. Ổn binh dịch tả trần ni, trần gian hay gọi H-A-19 thì. Mà tôi đâu dám thánh bị thần tiên, Phật pháp quận nguyên nơi đời. Đổi đây khúc hát dễ dời, nếu ai hiểu được những lời kim ngân. Kim ngân nó hát dần lân đề thư, ai biết đề thư của mẫu hiền. Mẫu ban trao con liền hạ thế, nay ngọc đế cha trời bảo con phải làm đi. Làm xong sứ mệnh quyền gì, con đi ca đạo, con đi ca đời. Cá tài ơi đời, quốc tịch Việt Nam, Đồng Tháp xứ đây quê ấy bằng lắm thì. Phong hòa lai dung cũng đúng nhiệm kỳ, nay là kỳ chót mót bòn đi con. A Di Đà Phật. Tại cha mẹ biểu tôi phải móc bòn chứ giờ biết làm sao. Giống như là cái đó mình nhận cái điển hay cái kim ngân. Bình thường là mình đâu có hát. Mình đâu đâu có đâu. Như này là cha mẹ thầy cho mình để mình đến nơi cái mà cung viếng thầy tổ mẹ cha, mình đi cung kính các bậc. Giống như nãy giờ là mình hát đó là cái mình nhận điển chứ bình thường mình có hát được gì không?
nói chung là chị muốn hát chừng nào thì chị hát, không hát thì thôi. Điều giống như là mình là không có nhập, cũng không xuất, là nó tự nhiên tâm pháp của mình là thích thì hát, hay là vui cũng hát, buồn cũng hát. Cái đó giống chứ không có nghĩ giọng khổ cải lương quá ha. Chỉ hát đại vậy à. Bây giờ hát Hậu Quảng cho em nghe nè. Đâu làm đoạn Hậu Quảng. Cúi xin cha trời giùm xót thương, Nam ban đại thì đời minh dương, quân à Nam trung à thành, người ơi thôi đoạn đành. Quốc dương Nam kỳ giờ làm sao, thế gian Nam trao thì nữ lưu, không mà tu không màng vì thế gian ham danh lợi tình. Trần thế khổ đau tôi nào đâu dám ước, vọng tưởng làm chi trời cha xem hỡi, ô thước cầu ngân bắt ở nhịp nơi trần. Tôi nguyện cầu xin trên trước thanh thần, về đây cũng có gian danh quốc gia Nam Hải, chánh xoáy đại càng nơi vinh tế ngày nay. Nay thì cũng là trắng hai mùng hai, năm ấy Tân Sửu đây phơi bài, hát một bài cả Hồ Quảng cho vui, hát khúc ta tôi đâu mê đời mê danh lời. Trần thế ơi xin mời, xin mời tất cả cùng các đệ huynh tỷ muội chung bàn, bàn tròn mình uống nước lọc ma ha, để tính ca hay bà Quan Âm Nam Hải, ai đâu mà giải mà bài, tại tôi thầy lai ông tạo giải bài cho vui. Ai Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Hát giọng cổ nghe cũng ngon ngành, tỏ phân hỡi huynh hồng năm mới, khúc hát đạo đời cũng đường gương nguyên ba xa xưa. Nguyên ba ơi thủy cúc dân đời chờ, nay không thủy cúc mùi là kim ngân. Tuồng xưa giai cụ ai ơi, trần gian hay thượng giới gọi mời thần linh. Độc ác tà tinh sao in lời của mẹ, nay mũi bập bẹ thơ về xin mẹ hãy chứng lòng con. Màn bả con nguyện mót bòn, không tài không đức cúi lòn người ơi. Con cúi lòn nơi đời bên dòng sông Nam Việt, nay trở về không nữ kiệt canh thế. Con nguyện nơi đây bồng lai cổ tự, nơi bà bài kinh vĩnh tế ngày nay. Chẳng ai ngày ấy mùng hai 2021 với bài khai cái đạo thầy, cử đa cũng bảo như vậy. Ngày nãy đông đủ tròn đầy lễ đây, về bồng lai cổ tử nơi này, bài gái cơ đạo lý màu đâu sai. Tại vì còn mang chứng bệnh thài lại, kim ngân cũng dạo mấy bài cho vui. Thầy ơi đạo pháp ngầm ngùi, ta tôi chỉ dạy tuồng này buồn vui. Thôi thì không nói ta tôi, người ơi xuôi ngược bao niên đợi chờ. Con đợi chờ, con đợi chờ thầy xưa, xin tái lại nơi bấy thưa làng đồng. Về đây dòng dòng cố trần hồng ai biết, về đây khi xưa cũng trang nữ liệt, có cô bà thì
thì thành kia còn y thời đáng linh. Nữ kiệt anh thư ngàn năm hay trăm năm còn đây, ai thấy tình bà cô xưa không thấy chạnh lòng. Tôi là gái tháp đồng cũng đi diễn tuồng sông, bài hát buồn vui ngậm ngùi nơi cõi thế. Con cầu xin cha trời Ngọc Đế cùng mẹ Diệu cung Phật mẫu Diệu trì. Nay thì con nguyện sẽ làm y 12 đại nguyện tại thì Bạc Liêu. Năm 2018 con lập bàn hương an khẩn nguyện mẹ hiền, 12 kiền thiền độ tận nhân sanh. Mẹ hãy độ con đây lần lần chót, vì màn ba con đây cúng bòn cúng mót, một nguyện cho thế gian con sống sót ở trên đời. Hai nguyện rằng con trẻ dậy thời, lòng đẩy thanh tịnh nơi đời Việt Nam. Ba nguyện rằng con chẳng tham lam, tiền nông tiền cắt trần gian làm gì. Bốn nguyện rằng con sẽ làm y xâm pha rừng núi sơn khê bao lần. Con là Nguyễn Thị Kim Ngân không mê trần thế, không mê danh lợi tình, xảo nguyện nơi cõi thiên đình, cha hiền minh chứng lời này con thơ. Bấy nguyện con cũng ngẩn ngơ, làm thơ văn pháp tặng cho trần đời. Tám nguyện xin nguyện Phật trời từ đấy xin hãy đổ thời con đây. Con đây không nói tà tây, con đây không nói người ta thế này, thế này thế nọ vậy hỡi thầy, con đâu dám nói như vậy người ơi. Chính nguyện con nguyện đất trời tâm pháp khai đời nơi chốn Việt Nam. Con thì không có chùa am, không đình, không miếu, phải lang thang nơi trần. Người nguyện ai dựng phóng thần, mẹ Quan Âm đi tuyệt vời kỳ ba. Con thì thích hát thích ca, con thì chỉ biết đi ca cho đời. 11 nguyện con trẻ nguyện thời kỳ tám, cũng nguyện tuyệt vời văn thơ. Con thì đâu dám mộng mơ, trần gian kinh ghét nói thơ dần dần. 12 nguyện dựng bản phong thần, mẹ ơi Quan Âm hỡi lần lần bước sang. Độ cho con hiền ngoan đức hạnh, công dung ngôn từ con giữ mãi ngàn năm. Chị, dạ. Yeah. Chị Kim Ngân nghe. Em hỏi chị một câu nè. Em cứ nói. Yeah. Hoặc đó, là trọng nhân tiên thành thánh bất chi nhân, tam tháo tam giáo nguyên nguyên hữu chi hiệp nhất, đất ở chỗ nào đất gì đào tâm em dư không cần tu chi hơi em, tâm đấy an lành tâm tai chi mơ màng ở đây trong đầu trí nào của em. Em mau về tịnh tâm an vui thì Quan Âm thương trao lời sẽ chia sớm cùng khuya. Mình quyết chi phải hy sinh, mình là thân nam tử thì lòng quyết chi hy sinh để cứu đi đi cứu quyền. Đừng ham mê đắm tù sắc, ham mê đắm tù sắc kia không về. Wow. Hãy mau mau sửa tâm. Nói này cũng đúng thiệt thâm. Đúng rồi. Bây giờ em nói vậy nè, kiến tánh thành Phật như thế nào? Kiến là thấy, Phật là tâm, mình là Phật tâm Phật tử. Nhớ chữ đề thi ngày nay em ơi, ráng dự tỷ tỷ Kim Ngân xin trao đề an lòng. Chị đây là cô gái tháp đồng, không có văn thơ không thì tâm đức, ai hiểu được là đúng mực quân viên. Chị đây đâu có tình riêng, tình chung bao thuở Việt Nam đại đường. Vậy cho em hỏi nè, nói vô vi pháp tướng là sao, gọi là vô vi pháp tướng? Vô là không, vi là đi, không là không dính, không có trách. Ờ, câu cái câu đầu nói, chị nói là chị tướng là hình, em đây đang có hình và tướng, có vô hình thì phải có hữu hình, vô vi pháp tướng em không cần chấp.
nếu không chắc thì em sẽ đạt. Sao chị không không nhất định là không, bao giờ quý vị chắc ham. Không không nhất định là không, giông hồng lạc mông. Em ơi phải nhớ từ đây. Em mà sắp giờ là em không có tướng nha. Nhân lệ nghe chi tính năm tấm em về Bồ Đề nơi tâm. Không có tình thâm xa ngàn đâu về nơi chốn, nơi chốn bồn lai cô tư bà bài hôm nay. Về đây Vinh Tế ai bài, về đây Vinh Tế qua ngày, xin ngài, xin ngài ai thoát có thương. Rồi à, tâm thế chư Phật lấy gì làm tâm ấn chị? Tâm là ba nơi thế cõi đời, Phật đây Phật ấy ai di đà là cha. Tam thế Phật thì cũng Thích Ca, Đại Thế Chí hay là Quan Âm Phật ngài. Phải chị làm thế này chị không, không ca là chị biết rồi, mà chị ca là không biết. Tâm tôi thì tôi không dám nói xa xăm, mà tình cha nghĩa mẹ ngàn năm cái lưu đời. Giống này giống Phật, giống trời, giống tiên, giống thánh, giống thần người ơi. Em thì cũng Hà Nam đời, Việt Nam quốc tịch đành đành chẳng xa. Tại vì là Phật thằng em đó, tôi đâu biết gì đâu, tại tôi nói đại nó càng, nó chúng chúng chặt, nếu có gì đắc đội xin tha thứ. A Di Đà Phật. Tâm thế chị Phật lấy gì làm tâm ấn vậy? Đạo pháp khai cơ chẳng mơ gì mộng, lòng dù xê sang ai thích mê. Rồi à, đạo là chân tâm vi diệu âm thầm. Tam cõi lấy gì đạo làm tâm chị? Khai mở tam cõi trung lương, cải lương dở ẹt cô đào này đây hát cũng không hay. Trung ương ai làm chủ? Trung ương là đây Phật tổ Phật thầy. Về đây giáo đạo cũng có cứ đa, thầy thương cũng độ ma này từ lâu em thương chung. Không thượng hạ chung thượng chung thượng chung chị mới nằm dưới rồi. Tôi là số không đâu có cái gì, lòng tôi đây vốn không giận không ganh, không chi giận hỡi thế trần làm chi em tỏ phân. Dính vào làm chi tủ nọ tâm thì tâm em loạn động làm sao giống y. Mẹ cha ban tặng đã từ lâu ai rõ, tâm thì không sân không hận không ghiền. Em ơi tỷ tỷ lỗi lầm em thương, thứ ba tỷ dạy tỷ thờ tỷ ngu em hiểu cho. Thân mình đó đứa ca hát nơi đời, khảo chi tỷ hỡi tỷ thờ tỷ ngu em thương, xin hai động lòng thứ tha tỷ hát cải lương. Đau đời ai thương cải lương. Chủ yếu là tam cõi lấy em tâm lòng chủ. Có tam cõi ở đây vậy hả? Cõi lòng không có giận hờn người ta không chết. Ghét Kính rồi Kính số đại càng quốc dương đâu phải vậy đó à, chứ không biết nhiều. Kính ơi thôi cũng trung tâm giới vô nguyên ngũ kiệp nhất bà trung tâm cõi ông chính làm chủ nghe. À, cũng cảm ơn hai em. Thanh Thảo, chúc năm mới Tân Sửu này hai em được cái làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự bình an.